Thưa quý vị, ấp Đầu Dòi, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang vốn nổi tiếng với nghề nặng cà ràng ông Táo, có tuổi đời trăm năm. Những ngày này, làng nghề đang vào vụ sản xuất Tết với không khí lao động hối hả. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị khán giả cùng theo chân phóng viên chương trình đến thăm làng nghề này quý vị nhé. Ấp Đầu Dòi, thị trấn Hòn Đất, vùng đất hợp lưu giữa hai con sông Nam Thái và sông Rạch Giá, Hà Tiên. Trăm năm trước, nơi đây hình thành làng nghề truyền thống, chuyên cung cấp nồi niêu son chảo, bếp lò làm từ đất. Những năm đầu thập niên 90, làng nghề phát triển cực thịnh, hàng trăm hộ dân nặng lò từ sáng sớm đến tối. Về sau, bếp ga, bếp điện cùng các vật dụng làm từ gan, inox, phủ sóng, làng nghề dần thu hẹp sản xuất, chỉ còn vài chục hộ theo nghề gia truyền. Gia đình anh Nguyễn Văn Phú đã truyền nghề qua 4 thế hệ. Hiện mỗi tháng, xưởng sản xuất hơn 1.000 lò đốt than, cung cấp khắp các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ. Từ nặng hoàn toàn bằng tay, anh Phú sáng chế máy nhồi đất, ép khung lò, tiết kiệm công lao động, tăng năng suất. Cách làm này đặc biệt phù hợp trong mùa sản xuất Tết, khi cần tăng gấp đôi công suất. Tháng Tết này thì mình làm cỡ 2.000. Tết thì tại vì người ta mua bán với hai nữa, người ta đổi, thay đổi á. Tết thì thường thường người ta hay thay đổi ông Táo thì người ta phải dùng nhiều hơn. Đó thì thấy mình mặn nó ít với hai lò nó nhỏ, sau này mình mặn cái lò số lượng lớn, cái đầu mình làm bằng thủ công mình ngày lớn yếu, cái lực mình không có nữa, cái mình mệt. Thì kiểu nó ngoài quải quá thôi, mình cứ nằm suy nghĩ, mình nghiên cứu cho mình cũng ra cái máy để mình làm cho nó nhẹ cái công mình chút, mà nó đạt tiêu chuẩn hơn nữa. Làm cho có sau này nó phát triển, sau này người ta cũng yêu nghề đó, người ta thấy người ta làm nó cũng khỏe nữa, để lại con cái sau này nó có làm nó cũng dễ hơn. Lò đất xứ Hòn dùng đất thịt để nặng, không pha sét. Đất nồi cùng tro bếp khi đạt độ kết dính phù hợp sẽ nặng khung lò, đầu ông Táo khoét cửa lò. Lò được hầm chín ở nhiệt độ cao trong 24 tiếng, để thêm 3 đến 4 ngày cho nguội mới ra ràng. Nghề đòi hỏi tay nghề khéo léo, lò phải dày, chắc tay, nung đến độ chín mới đạt chất lượng, dùng được lâu. Cái lò Hòn Đất này thì nó đặc biệt hơn cái là nó cái đất nguyên chất, cái đất cát hòn á, nó nguyên chất, chứ nó không có pha với đất này đất kia rồi vô. Cái đất nguyên chất á thì nó xài nó lâu hơn cái đất pha. Là tùy theo là mình xài. Hồi xưa thì nói chung ra mình làm lò thì đất mình đạp không à. Rồi thời gian bây giờ thì xây bằng máy. Hồi xưa thì nó nhiều người làm lắm. Mà bây giờ là hồi xưa thì coi như là làm có ba phần, nhưng bây giờ chỉ còn một phần. Mình vẫn giữ cái nghề truyền thống này hoài. Dù là có giá hay là hoặc là không có giá thì cũng phải bám. Thấy chứ, mình làm quen rồi đâu có mệt nhọc đâu, có làm là có tiền à. Thì từ nào người ta nghỉ ngưng mua, người ta nghỉ hết, nghỉ xài thì mình mới nghỉ làm thôi, chứ còn xài được tôi cứ còn làm hoài vậy. Ngoài lò đất, một số hộ cải tiến lò với vật liệu xi măng pha đất, khung bên ngoài bọc sắt để gia tăng tuổi thọ. Công việc trong xưởng cũng phân chia nhiều công đoạn, chuyên môn hóa để đạt được năng suất. Mùa Tết sản xuất hối hả hơn, song chủ xưởng ít thuê thêm nhân công, chủ yếu tăng giờ làm để họ có thêm thu nhập. Nặng này hôm nay ép nặng sản phẩm mà. Ừ. Đói thì không ăn chắc nào cũng ăn. Ừ. Nhưng công ty thì nó cũng phải có giờ có giấc. Mặn gần nhà thì nó khỏe hơn, xa nhà. Xa xuôi đi đó, xa xuôi nó mệt á. Tháng xa chịu đi, sống được vậy, nghe. Dẫu rằng xã hội phát triển, nhưng trong gian bếp nhiều gia đình đâu đó vẫn còn thói quen dùng bếp củi, bếp than, nhất là những người thế hệ 6X, 7X. Họ quen nếp sống cần kiệm, tận dụng cành củi quanh nhà, nấu nồi cơm trên bếp than hồng. Hình ảnh ấy đã in sâu trong ký ức nhiều người Việt. Có lẽ đó cũng là lý do khiến người thợ làm lò đất vẫn cố gắng giữ nghề trước bao biến động của thời cuộc.